Và một ngày thật tình cờ, vào năm 2019, vô tình tôi biết được cái app đào Network miễn phí. Nhưng lúc ấy, tôi nào biết Network là cái gì đâu. Bởi vì khi lúc ấy, Network mới bắt đầu đi, sau thời gian dài tìm hiểu, đây là thuộc công nghệ blockchain. Chứ không giống anti nói, nó là thuộc hàng second hand. Network được phát triển bởi đội ngũ là Bico Team. Nicolas làm được điều này bởi vì ông là người có tiếng, 35 triệu người tiên phong, đang tính làm chuyện gì đây. Nhưng tôi quyết định gia nhập, phải đứng dậy và mang giày đi. Pioneer là tên gọi của những người tiên phong. 24 giờ quay lại, kích t-shirt lại xong một phim. Pioneer tích cực lan tỏa, nhưng không biết phải làm sao. Khi mà đi đến đâu đều mang tiếng là tên lừa đảo, đào bi trên điện thoại, đơn giản như là trò chơi. Tương lai ai biết được, tưởng đang dẫn lại là trời cho. Không cần mua châu đào, tốn kém bắt đầu từ đâu. Khai thác trên điện thoại, miễn phí không cần đầu tư. Hệ sinh thái Network hiện tại cũng đã có, chứ không lên tiếng cảnh báo như những thằng mà chơi cỏ đá. Quý bì đã được hình thành, đừng ngồi đó mà mắc cười. Tương lai may nét mở, tôi sẽ chuyển cho bạn 10 cắt. Hackathon thường xuyên diễn ra ở các trường đại học, không như tiến sĩ giấy ở Việt Nam nói lời độc hại. Tăng tốc độ khai thác Network thì có gì khó, chỉ cần mời thêm bạn bè vòng tròn bảo mật và thêm bi khóa.